cái này là quần áo ngủ đúng không? Cái này bà Nhi bà bảo là quần áo ngủ. Ừ. Cái này là quần áo ngủ, cái này là cái quần và cái này là cái áo. Thì ai thích mặc quần thì mặc, ai thích mặc áo thì mặc. Mặc như nào cũng được. Mà Cắt clip. Bà Hậu ơi, là bà Hậu bà nói cái gì vậy? Người ta cái này là bận nguyên bộ để ngủ. Tự nhiên bà lại thế lúc nãy tôi nói cái gì? Bà nói là cái này là cái áo, cái này là cái quần, muốn bận cái gì bận. Tôi nói như thế á? Trời ơi. Ai mà nói như thế, buồn cười thế. Ôi, tôi dở hơi rồi, tôi chả biết đâu. Bắt chước tôi nghe không? Đứng nhìn nha. Đây, đây. Bận đồ ngủ đúng không? Đi mở vai ra. Ưỡn lưng lên. Đây nè. Mặt kênh lên. Đúng không? Đi tới nơi. Tạo dáng, hất cái mông. Được chưa? Được. Dạ, bẻ. Bà làm được, tôi làm được, tôi đi dập bẫy. Rồi, bây giờ tôi làm thử. Tôi làm thử nhá. 2,